những cái dạ và trong một nơi đen xì đấy, mình buổi sao giờ để cái này, nó buổi bây giờ cái này nó phải để cái đen người ta mới mua, để cho kinh bổ ăn. Này là nhiều khi là nó tẩy hóa chất nó cho trắng. Cái dạng đen này người ta phải để đen thì người ta mới ăn. Kiểu nó ăn nó giống cái kiểu ăn của bên Tây Bắc ấy, ăn nó kiểu ăn pha lấu hoặc là ăn nó để nguyên cả nội tạng, ruột, phèo, phùng các thứ. Kiểu dạng như kiểu là ăn nó phải có cái mùi phân. Có mùi hăng hăng của phân thì nó có cái bổ cái cạp đi hỏi của cạp họ đéo mua kim đâu tủ nhà về cái tủ kia nó cũ quá thì nó đã nhét đầy rồi, nhét 3-4 cái bánh chưng đã đầy thì không có nhà nhét được hay là vâng thế rồi quên ơi cất ngay đi. Lấy thì đéo lấy để cho nó lấy lại là cái lắm rồi. Không anh tư vấn. Tức gì nó thích. Lấy đi thôi anh à. Nó kể mê có khi nó kể mê bố mẹ đây chứ nó kể gì với anh. Anh em mà gặp nhau không đánh nhau là may rồi. Ít ra anh cũng là người đồng hành. Ôi ông người ơn loa. Ông loa quá. Ông luôn ba mấy rồi nhỉ? 88. Cái này cũng có con cháu đầy nhà kìa, trông mặt hạnh phúc chưa? Đấy. Đùa. Cứ 80 là lấy vợ là vừa, lúc đấy không vướng bận gì, công việc cũng ổn định rồi. Đấy là hai vợ chồng. Cậu ơi. Lấy vợ rồi. Thì cháu ăn cỗ. Hôm nay là Khang nhìn nó lấy vợ đi. Cỗ cưới vợ nữa. Chị Thương năm nay đã đi làm đâu chưa hay là vẫn ở nhà? Ôi trời, chương trình con thay quấn còn lâu lắm. Đợi, phải đợi hai bọn này đi học hành nó ổn định lại đúng không? Thằng Khu Khang kia nó đi học rồi, nó ốm suốt đi. Nó đang đây đang thuốc đi. Bây giờ Khu Khang còn vui này thì mới... May ra thì còn đi được, cũng người trông đi được, không chắc đã đi được. Giờ để nó ở nhà mà không có ai trông nom nó lại để ở nọ kia nguy hiểm lắm, không chơi được. Lấy vụ ở trong Nam đấy. Đi làm chắc đi làm con để nó tự chơi với nhau đấy. Rồi mẹ xuống cống chết bố rồi giờ bố lại đi kia Bình Dương gì đây ngay đã lôi được lên đâu, lôi lên rồi, lên rồi, lên rồi à? Lên rồi, lên rồi. Này chẳng nát thối hoắc này. Nó là bỏ dùng cái loại cẩu 180 tấn nó khuyết rộng ra. Thế. Cho đấy là có nước. Ôi giời. Khổ thân nó. Đấy. Đấy. Thế mà bây giờ cứ đi làm công ty mà con cứ bắt ở nhà thế. Trông ai không đại lý trông nom gì hết. Kinh tế khó khăn, giờ trông thì nhà đấy cũng nghèo mà nếu mà đấy. Phải để nó phải tự chơi như ngày xưa mình chả thế. Ngày xưa mình bố mẹ đấy đâu lúc kinh tế khó khăn thì giờ thì cũng thế nhưng mà giờ bây giờ không đi làm thì cũng còn không chung nó lại không có tiền ăn học cũng chết. Xuống cơ lên con bỏ bộ tôi xúc lên giờ. Chưa ngồi vào xong. Thôi thôi không cần làm nóng đâu. Cái gì đấy nhỉ? Cái gì vậy? Đây cái bên vào trong. Anh đỡ một vài tới gọi cho cậu ngồi hết bắt đầu ngồi. Ở đâu rồi? Đâu rồi? Anh Thương đang sao gặp anh Thương đi? Sao gặp anh Thương đi? Cái này, này. Anh Thương là đây. Ở Thương là đây. Đây anh Thương ngủ mà lát không đi. Thường là đi bố ơi, là chờ mình bố ơi. Phát đấy, có người một xe, có người một xe mất người.
Chị nhờ lấy một bia đi. Cứ uống bia đi. Vâng, em uống bia. Được cái giờ kiểu các siêu thị gần khu dân mua đồ nó cũng nhiều nhỉ. Mực nhất cũng dễ mua. Chợ nó gần. Rồi, có tiền mà phát quê trực tiếp này là cái bên trong trong miền Nam cái ấy có biết đấy không? Có đăng Facebook, bác có thể đăng Facebook hoặc là anh, bác có nick Facebook rồi đúng không? Anh Tiên với anh Trung bác đã rồi. Nhưng mà phát trực tiếp nó sẽ mờ. Nó sẽ phụ thuộc vào cái sóng. Nhưng bác quay video lại, bác đăng lên Facebook thì rất là nét luôn, kiểu là người bên miền Nam nhìn ảnh gia đình các thứ ăn uống là cũng nhìn rõ mặt nhau, nhưng phát trực tiếp nó sẽ rất là mờ. Thì chắc mờ lắm. Khang ơi, con Thối à. Lấy rượu đấy, có cái quán này thỏa. Như này này, hai thằng này là giờ bố mẹ phải cày mua cái suất đất nữa, mặt đường to. Nào hai thằng mỗi hàng suất. Mua nó suất nó thu ra. Hai thằng mỗi hàng suất đất cho nó dễ. Ông lấy không lấy mua đi nhỉ? Mở tí nước miếng. Ui, ở cái đĩa ở... Ngày Tết mẹ đã đưa hai đứa đi sắm giày Tết chưa? Đúng rồi.